Chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy cái điều đó thì làm sao mà tin được chứ? Không lẽ bà con lối xóm của em chung quanh đây đó người ta bịa chuyện sao? Chị hỏi rồi không ai phàn nàn gì về má hết trơn á. Bây giờ chú nói thiệt đi, thật sự cái vụ má bỏ nhà đi nè, tôi là người hiểu rõ nhất đó. Trong lòng má uất ức, má đã dành dụm được từ đồng từ cắt. Ba thì chết rồi, sổ tiết kiệm cũng mất luôn, trong lúc má đã tính toán đâu ra đó rồi. Chú nghĩ đi, đâu phải má sinh có mình chú đâu, còn người này người kia nữa. Rồi bởi vậy nên má uất ức má mới bỏ đi vậy đó. Bà nói ít lại được không? Tôi phải nói chứ, nói cho đúng, thiếu một câu tôi cũng không chịu nữa. Chị ba, chị làm ơn ít lời giùm chút đi. Chuyện thấy anh ba tôi đang bệnh hả? Minh Hạnh à, lời của chị ba nói cũng không phải là không có lý. Mợ nói đi, rốt cuộc thì cái sổ tiết kiệm của má ở đâu rồi? Đi vô phòng họp đi con. Mẹ ơi, sao con thấy mọi người hôm nay nói chuyện hết vậy mẹ? Minh Anh, đi vô phòng học. Mợ Út à, mợ nói đi, cái sổ tiết kiệm của má nằm ở đâu? Má nói là má gửi cho mợ mà. Má, mợ Út nè. À, lần trước á, con có nghe bà ngoại nói là bà ngoại để quên cái sổ tiết kiệm ở đâu đó mà. Mà cứ nói đi, không sao đâu. Nè, con cứ 5 lần 7 lượt á, con nói dối để che giấu mà cho mợ Út. Mợ à, tôi biết mợ á, nào giờ á, mợ chưa bao giờ nói dối. Dù người ta có dạy á, mợ cũng không dám nói nữa. Nhưng hôm nay á, mợ hãy nói thật đi. Rốt cuộc thì cái sổ tiết kiệm của má nằm ở đâu? Chị Năm à, sổ tiết kiệm của má em đang giữ đó. Đó, bây giờ nhận rồi đó. Nhưng mà nhận rồi tôi cũng không tin đâu. Bây giờ phải đưa cuốn sổ tiết kiệm tôi coi nè. Chị Ba, chị Năm, em nói là em sẽ đưa cho chị biết mà. Không thiếu một đồng nào được chưa? Đó đó đó, tôi nói thấy đúng không? Chắc xài hết số tiền của má đưa ra rồi. Tiền không quan trọng, má mới quan trọng. Nhưng có đúng là vì số tiền đó mà má bỏ nhà ra đi, má đòi nhảy lầu tự tử không? Mà thôi, không nói chuyện đó nữa. Anh sẽ đưa má đi. Anh Ba, chị Năm em thấy là lần trước á, má nói số tiền 500 triệu á trong sổ tiết kiệm á thì đưa cho Minh Hạnh giữ. Sai á thì đã sai rồi, chứ cứ nói đi, không nói ra để cho hả? Anh Ba của chú giận, bị bệnh chú biết không? 500 triệu đồng chú bỏ ít sao? Đó là tiền ba bán nhà cũ mà, trong đó tiền của vợ chồng tôi hả, phải có tới 200 triệu lận đó. Tiền nó đâu phải là dễ kiếm. Làm vậy bởi vậy má tức, má bỏ đi đó, ông thấy chưa? Phải chi mà để 500 triệu đồng đó vô cái sổ tiết kiệm vợ chồng mình giữ nuôi má, phải không ông? Bà, mẹ, mẹ, tại sao mấy con biết bác lại chửi mẹ con? Mỗi năm chỉ đến thăm bà nội có mấy lần. Mấy con biết bác không rước bà nội đi phải không? Mấy con biết bác có chăm sóc được bà nội giống như mẹ con không? Mỗi ngày uống 2 ly sữa, ít nhất là có 4 món ăn. Trong nhà có tôi nói riêng không? Mình ăn. Sẽ có một ngày các con các bác sẽ hối hận vì đã chửi mẹ con. Ôi trời, trời ơi, Tâm à. Tâm, chú làm như vậy chẳng khác là chú đánh vào mặt anh chú. Anh Ba, em xin lỗi anh Ba. Anh Ba. Cậu Ba. Anh Ba à? Chị Ba. Má. Má, sao vậy hả má? Mắt má sao khó chịu quá con ơi. Đưa má về đi. Dạ. Anh Ba, anh Ba nghe em nói nè anh Ba. Tôi không có thằng em giỏi giang như cậu. Anh Ba nghe em nói nè, cái sổ tiết kiệm của má không phải là như anh Tập. Dạ. Em khinh người hay quá rồi đó. Em nghĩ lúc nào cũng chăm chăm vào mấy đồng bạc của má sao chứ? Anh Ba đừng có hiểu lầm vậy mà. Tuy là trang trại chăn nuôi của anh gặp khó khăn, nhưng chưa bao giờ ý định đụng đến đồng bạc nào của má hết. Anh là một thằng nông dân, hẹp hòi ích kỷ. Nhưng biết cha mẹ là người sinh ra anh phải có trách nhiệm hiếu kính với ba má. Anh Ba,
Em biết em chăm sóc má rất là đàng hoàng, em không bao giờ để má cực khổ đâu. Anh phải tin tưởng em chứ. Nếu mà không tin, em thề với anh đó. Em đừng có thề, anh tin em rồi. Anh chỉ lo là thôi được rồi, má có số phận của má. Anh là thằng vô dụng, thằng bất hiếu rồi. Anh ba, chị ba. Hình như là nói chuyện không vui. Chỉ là hiểu lầm thôi mà. Đó là anh của anh hả? Anh ba đó. Chị cũng là anh của tôi rồi. Hình như là anh chưa biết chuyện của má đúng không? Tôi chưa nói với anh đúng. Sao vậy? Tôi thấy anh cũng lo lắng cho má mà. Tánh anh ba tôi nóng nảy lắm. Trả lại anh bị cao huyết áp mới vừa xuất viện nữa. Nếu mà tôi nói cho anh biết thì tôi thấy không ổn cho anh. Vậy anh nghĩ anh làm như vậy anh chịu được không? Tôi không biết nữa. Để từ từ tính đi. Tôi chẳng hiểu nổi các anh nghĩ gì nữa. Bà cụ sao rồi? Bà cụ tôi mới cho uống thuốc rồi, ngủ rồi. Mọi người về hết rồi. Bà cụ lên nhà nha. Không. Đây nè. Tôi mang thuốc sang cho má. Ở trong đây có hướng dẫn sử dụng, anh nhớ xem kỹ nha. Cảm ơn thực viên. Mấy cái bức tranh trong phòng khách là do anh vẽ hả? Vậy. Anh vẽ đẹp lắm, có ý tưởng sáng tạo nữa. Mà sao anh không vẽ tiếp mà lại đi dạy học vậy? Thì mỗi thứ tôi làm một chút vậy thôi mà. Tôi thấy anh vẽ đẹp, xem tranh của anh dễ chịu lắm, mà lại có ý tưởng độc đáo nữa. Có vẻ hình như cô rành về hội họa lắm. Tôi có, tôi chỉ thích thôi. Thục Viên nè, mời cô lên nhà nha, uống ly nước hay về. Không, tôi về liền. Thôi, tôi đi trước nha, chào anh. Mọi chuyện lại không nổi như vậy. Anh xin lỗi em. Nhưng mà cũng may mọi chuyện nó giấu được rồi. Bây giờ anh ba chị Năm chỉ nóng giận và nghi ngờ thôi. Chứ để họ biết là má đang bệnh viện thì họ sẽ đau khổ dày dò lắm. Anh sợ họ chịu không có nổi. May là có Nam hiểu được. Em dạy lại bên anh nha. Nói năng ghê gớm quá. Thì nó giống cô nữa mà. Có gen di truyền hết biết à. Tại vì em nuông chiều nó quá đó. Không có tôn ti trật tự gì hết. Thôi anh tranh thủ lúc má ngủ anh đi nghỉ chút đi. Mấy ngày nay đã không được nghỉ ngơi rồi. Yến, nè, đem cái chai nhỏ mắt vô nhà cho má. Dạ. Dạ. Ôi trời má ơi. Má, sao con làm biến gì anh? Không dọn dẹp nhà cửa, để mấy cái thùng mì trước nhà chi vậy? Nhưng mà cái... Anh, em dọn đi. Vô má. Dọn đi. Bình thường cái thùng mì cũng để ở đây mà ta. Ủa, con nhỏ vô mắt má chưa vậy? Trời ơi, con mới vừa nhỏ cho má đó. Sao tao thấy không ăn nhầm gì hết trơn vậy? Má, tại mắt của má bự. Mắt má bự nhỏ giọt đâu có ăn nhầm gì đâu. Mày đem cái chuyện này ra mày giỡn hả? Thấy không có nhầm nhò gì hết trơn à? Không nhầm nhò thì nhỏ thêm, đây con nhỏ cho. Rồi, nhỏ. Rồi. Ước nhèm.
À, dạ. Má, má thấy có cái chuyện này nó không đúng nè. Chuyện gì không đúng má? À, thì cái chuyện sổ tiết kiệm của bà ngoại con đó. À. Con nghĩ là có khi nào mợ của con đó lấy cái sổ tiết kiệm của bà ngoại con xài hết không? Má, con thấy mợ ba đúng là quá đáng. Còn mợ út á, giỏi chịu đựng thiệt á. Chứ đổi lại mợ út mà là má coi, trời ơi, đánh nhau tưng bừng khói lửa luôn. Má. Gì? Má không có được giống mợ ba nghe chưa? Cái ui da. Mày im cái miệng mày đi. Hả? Bộ má mày á là người không biết suy nghĩ sao? Nghĩ lại lúc đó đó, má thấy má có lý lắm nha. Ừ. Mà khi về nhà đó, má thấy má là người không đúng. Cậu mợ út con không phải là người như vậy. Ủa? Má đừng có cho họ là thánh nhân. Tiền á, cắn tay của họ sao? Mà không nói cho má biết, nhà của mình á là đối tượng được xóa đói giảm nghèo. Tiền của ngoại á, con cũng có phần ở trong đó. Sao nay về sớm vậy? Bộ không sửa xe sao? Ấy nhẹ à. Có ai đem xe tới sửa đâu. Về luôn cho rồi. Mày thì lúc nào cũng chỉ biết tiền, tiền, tiền. Má, má đã biết là cậu mợ út không phải là người như vậy. Vậy sao má còn hùa với mợ ba tới nhà cậu út làm rối lên chi vậy? Có phải chuyện gì con giấu má không? Đâu có chuyện gì đâu má. Tại vì mọi người không có nghe lời con, cứ tới đó làm rối lên thôi. Má làm gì má nhìn con dữ vậy? Nếu như má biết con cái chuyện gì mà con giấu má đó thì má không yên với tao đâu à nghe. Má. Cái gì? Con bên này. Ừ. Mắt của má còn đau hả má? Chưa thấy được hả má? Thì tạm thời tôi thấy mờ mờ vậy đó. Nè, ngày mai đổi thuốc giùm cho má đi ha. Dạ. Cái thuốc này nó không ăn nhầm gì hết trơn á. Đổi cho má đi. Dạ. Ừ. Hay bây giờ má nằm xuống đi. Con nhỏ thêm cho má ăn ít nè, coi có bớt không? Trời ơi, nhỏ cái gì, nhỏ hoài mà sao thấy nó không bớt gì trơn vậy? Này. Này. Con chào mợ. Ồ Nam, sao con đến trễ vậy? Có chuyện gì hả con? Con tới đây để con xin lỗi cậu mợ. Xin lỗi chuyện gì? Dạ thì con thay mặt cho má con tới để xin lỗi cậu mợ. Ờ, mợ, Minh Anh không sao hả mợ? Ừ, nó đang học bài. Còn bà ngoại ngủ chưa? Cậu Út đâu rồi? Nam mới tới hả con? Dạ cậu. À, ngồi chơi đi. Dạ. Thôi, hai cậu cháu ngồi chơi với nhau nha. Dạ. Sao? Má con sao rồi? Dạ, má con khỏe. Nhưng mà dạo này má con bận dữ lắm. Tại vì suốt ngày ở nhà cứ phải làm với mắng con với thằng Long cho nên bận dữ lắm cậu. Nam à, má con cực khổ đã nhiều đó. Con ráng làm sao mà lo cho má con chu đáo nha. Dạ, con biết mà. À, cậu, bữa nay con tới con cũng có chút chuyện con muốn nhờ cậu. Cậu biết sao không? Khó khăn lắm con mới kiếm được cái mối trang trí nội thất. Cậu giúp con chút xíu nha. Biết ngay mà. Nửa đêm nữa hôm chạy qua nhà cậu là biết có chuyện nhờ rồi. Nói đi. Cậu, con biết là mấy bữa nay cậu ngủ không có được ngon. Nhưng mà tại vì cái chuyện này nó gấp quá. Nếu mà không gấp con cũng đâu có tới giờ này. Cậu biết sao không? Ngày mai con phải nộp cái bản vẽ này cho người ta. Nếu mà người ta thích thì con mới được nhận. Cậu, cậu bỏ công chút xíu là được cái gì? Sao rồi? Cái công ty của con lúc này sao rồi? Cậu, cậu đừng có nhắc tới cái công ty lừa đảo đó nữa. Cậu biết không, mới 2 ngày trước á, có một kiến trúc sư bỏ việc. Mời về lương trả 5 triệu một tháng mà còn chê ít á. Đưa con lên làm giám đốc kinh doanh. Lương một tháng chỉ bằng có một nửa của người ta. Cậu. Ừ. Hay là giờ cậu giúp con đi. Làm cái vụ thiết kế nội thất này nè. Cậu mà chịu giúp con á, con mở công ty riêng liền. Con nói thiệt mà, Hoàng Nam cháu của cậu á, không có thua ai hết á. Nếu mà cậu chịu giúp ha, con mở công ty riêng, cậu làm tổng giám đốc, con làm chân xây giặt, con với cậu kiếm khối tiền. Thôi 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 đi cậu hai, cậu đừng có bao oai với tôi nữa. Con á, lo cho vợ con của con đi. Còn má con nữa, đã cực khổ nhiều lắm rồi. Con làm sao cho má con vui là tốt rồi, hiểu chưa? Cậu, tự nhiên cái cậu lại lấy cái cách nhìn cổ hủ ra nhìn người nữa. Cháu của cậu nè, nhìn cũng được lắm chứ bộ. Lo gì cái chuyện mà phải đi kiếm vợ đúng không? Cũng nhiều người xếp hàng.
Nè, đừng có lấp liếm nữa. Cậu đang nói tới mẹ của bé Thịnh đó. Chào bác sĩ Thu Quyên. Má anh có việc gì sao? À, không. Vậy anh tìm tôi có việc gì? À, bác sĩ Thu Quyên à, tôi cũng không biết nói như sao nữa. Cô cũng biết rồi đó, má tôi thời gian gần đây á, bệnh trở lại nặng. Mà má tôi thì không bao giờ chịu tới bệnh viện hết á. Tôi đã bàn với vợ tôi rồi. Tôi nghĩ là tôi sẽ cần một bác sĩ riêng. Anh muốn mời tôi làm bác sĩ riêng cho gia đình anh? Phải. Tôi biết là cô là một chuyên gia về lĩnh vực này. Còn thứ hai nữa là tôi thấy cô và má tôi có duyên lắm. À, cô yên tâm đi, về cái chuyện thù lao thì... Không, tôi không đồng ý. Sao vậy? Tôi không đồng ý làm bác sĩ gia đình cho anh đâu. Thực ra thì tôi thấy như vậy nè anh Thanh Tâm. Tôi nghĩ tốt nhất á, anh nên đưa má anh vào viện dưỡng lão đi. Như vậy thì sẽ tốt hơn cho sức khỏe của má anh. Nếu anh cần, tôi có thể giới thiệu cho anh một vài chỗ rất tốt. Bác sĩ à, dù thế nào á, tôi cũng để má tôi ở nhà. Tôi sẽ không bao giờ đưa bà vô bệnh viện dưỡng lão đâu. Tôi hiểu, nhưng mà anh có bao giờ suy nghĩ là anh có thể chăm sóc má anh được bao lâu hay không? Anh có khả năng đó hay không? Dù thế nào thì tôi cũng chăm sóc má tôi, vì đó là má tôi mà. Tôi biết, anh là một người con hiếu thảo, nhưng anh từng nghe câu này chưa? Trước giường người bệnh truyền kỳ, không có người con hiếu thảo đâu. Anh phải tính đến việc là má anh bị bệnh này trong thời gian bao lâu, anh có thể chăm sóc bỏ hết tất cả công việc của anh để chăm sóc cho má anh suốt đời hay không? Tại sao không chứ? Tôi có thể chăm sóc má tôi suốt đời được mà. Tôi đã từng thấy rất nhiều những người con hiếu thảo giống như anh. Nhưng đến khi biết ba má bị bệnh này thì... Thục Quyên à, cô nghi ngờ tôi à? Không, không phải là tôi nghi ngờ anh. Mà tại vì tôi đã thấy rất nhiều trường hợp giống như anh rồi. Bác sĩ à, tôi nghĩ cô nên tin tưởng vào tình người chứ. Tất nhiên là tôi tin tưởng chứ. Nhưng mà đối với một bác sĩ như tôi thì tôi khuyên anh, tốt nhất là đưa má anh vào viện dưỡng lão. Và thực tế là nên đưa vào. Bởi vì như vậy sẽ tốt hơn cho má anh, cho anh chị. Và quan trọng nhất là anh có thời gian để làm công việc của mình. Và điều đó là rất cần thiết. Bác sĩ Thục Quyên à, cô... Anh à, tôi không đồng ý làm bác sĩ cho gia đình anh đâu. Xin lỗi anh. Minh Anh à, con đi học á, đi từ từ thôi, đừng có đi nhanh lắm nha. Dạ, con thôi nãy con đi, chị con về. Ừ. Má ngồi đây nghe má, để con múc cháo cho má ăn. Em à, em đã xin nghỉ buổi sáng chưa? Anh lên trường một chút xíu, nếu không có việc gì anh về sớm. Anh không cần phải gấp đâu, trưa anh về là được rồi. Ừ. Em à, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh nha. Ừ. Nếu một lát em có rảnh á, em đưa má xuống lầu đi tản bộ cho má vận động tay chân nha. Được rồi, em nhớ mà. Má, đây con. Để con thở cho má. Nè má, nóng không má? Má để con. Chuyện này nha má. Cuốn sổ tiết kiệm á, má có ở đâu rồi, má còn nhớ không? Cuốn sổ tiết kiệm hả? Dạ.
con hỏi sổ tiết kiệm hả? Dạ đúng rồi má. Để má nhớ coi. À, má nhớ rồi. Cái hồi Tây nó lợi đó. Dạ. Ba con lấy sổ tiết kiệm đi mua đạn Tây Dương rồi. Quá rồi. Vậy hả má? Mua đạn Tây Dương rồi. Má ơi, má, má ăn kẹo nha. Kẹo có súng đạn đó. Má ăn đâu? Không phải. Không. Mà, nè má coi, viên kẹo nè má, không phải súng đạn gì đâu. Không, không. Má nhìn thấy không, viên kẹo tròn tròn nè, ăn vô ngọt lắm đó má. Dạ. Súng đạn, không ăn đâu. Má, không phải súng đạn mà, là kẹo đó má. Má. Quyên. Chào chị. Hôm nay tôi được nghỉ nên đến thăm bà cụ. Thanh Tâm nói cô. Dạ đúng. Tôi không đồng ý làm bác sĩ riêng cho gia đình. Nhưng mà tôi đến thăm bà cụ chứ không sao chứ. Dạ được chứ. Mời cô vô. Cảm ơn chị. Bác sĩ Huy, con ngồi đi. Cảm ơn chị. Ủa, bà vẫn chưa chịu uống thuốc hả? Ừ. Bà vẫn chưa chịu uống nữa. Cái này á, thì chị phải tán diễn ra. Rồi bà thêm chút xíu mật ong nữa. Dỗ dành bà. Dạ, bà cũng được. Miễn sao bà chịu uống rồi thôi. Sao, không nỡ phải không? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Đừng có gọi tôi là bác sĩ nữa. Tôi là Thục Quyên được rồi. Vậy tôi sẽ gọi là Thục Quyên. Nếu mà chị có việc bận á, chị cứ đi đi. Tôi ở nhà trông bà cho, không sao đâu. Vậy thì hay quá. Chị nhờ bác sĩ Quyên, nhờ Thục Quyên chăm sóc cho má tôi giùm nha. Tôi chạy ra chợ chút xíu rồi về liền à. Trái cây, mật ong, rồi cả sữa nữa. Tôi đều để trong tủ lạnh hết. Có gì thì cô lấy giùm tôi nha. Tôi biết rồi. Quên nữa, tôi nhận chị cái này. Tình trạng của bà bây giờ bất ổn định lắm. Chẳng hạn như mà mỗi lần bà đòi gạo như hôm trước á, thì chị nhớ chuẩn bị sẵn một bịch gạo. Khi mà bà như vậy thì đưa cho bà xem. Chứ đừng bao giờ nói với bà là nhà có gạo. Bà sẽ không có yên lòng đâu. Cái thứ hai nữa là càng làm bớt cái thời gian lo lắng sợ hãi lại thì càng tốt. Và tăng thêm thời gian yên tĩnh cho bà. Và cố gắng nói chuyện với bà càng nhiều càng tốt. Để như vậy á, thì những cái nỗi khổ trong quá khứ của bà có thể tâm sự được hết ra. Đó cũng là một phương pháp hơi gợi. Đây là phương pháp điều trị tâm lý đó. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn Thục Quyên. Thôi chị cứ đi đi. Tôi đi. Thanh Trang của má tới rồi hả? Dạ. Con. Má. Con nè. Dạ. Con coi kìa. Kìa. Con thấy gì không? Đó. Con nhìn xa xa kìa. Thấy không con? Thấy cái gì vậy má? Trang ơi, mắt mày to như cái xe ô tô mà không thấy à? Kém bằng mắt má phải không? Con nhìn kỹ kìa. Kìa. Dạ. Đây, trước dòng sông nhà bên kia có. Đó. Đó. Có một dải lục bình thiệt à. Mà nó nở hoa tím ngắt, đôi bồng bềnh, đẹp lắm con. Kìa kìa, ôi đẹp quá kìa con. Đẹp quá. Đẹp. Đẹp lắm con, đẹp ha. Đẹp quá.
gương mình đẹp quá con à. Má ơi, má ơi, mình đang có ba nước cho nó uống nè, nó uống chút xíu nước nha. Nè má, ngon lắm. Nước có thuốc súc đó. Không có. Có. Con á, hồi nhỏ á, con ngoan lắm, ngoan nhà, má thương con lắm. Con không có quấn chân má trong lúc má làm công chuyện đâu. Mà con có đói rồi không? Con khóc coi má cho con khúc mía vậy nè. Ê, con gặm cả buổi trời vậy đó. Con à, má thương con lắm, bởi vì con không có được ăn no. Con, còn cái con Phương á, nó không có giống con. Má đi làm cái gì nó theo lẩn quẩn hết trơn á, chặt gì đó, tức lắm. Mà nói cho thằng Út á, là hay trèo cây rồi trèo tường, leo cây tùm lum la phá dữ lắm. Rồi thỉnh thoảng á, nó quánh thằng Út, Út á nó khóc sùm cái đó kìa đó. Con, ghê không? À, bởi vậy hai chị em á, mà không có giống nhau đâu con. Dạ, má. Má mệt chưa? Nè, má uống miếng nước nè, thấm giọng cho đỡ mệt nha. Gì vậy? Dạ, má uống đi, ngon lắm. Chàng nhắc ơi, uống nước giống gì mà nó ngọt gắt dữ vậy con? Dạ, nhưng mà ngon mà, má uống hết đi, con thương má nè. Ngọt quá. Ừ, uống hết đi. Má giỏi quá. Ôi, má giỏi quá. Con. Dạ. Thục Quyên. Dạ, chào anh. Sao cô lại đến đây? Tôi đến á để nghe má kể chuyện về tôi lúc nhỏ. Cô ngồi chơi. Má, má hôm nay má khỏe không? Em ơi. Ủa, đi chợ rồi. Đi chợ à? Ừ. Để con cho má uống thuốc nha. Uống hết luôn rồi. Ủa, má tôi uống cái gì? Thuốc an thần. Vậy à? Cô có biết không, tôi dụ má tôi mãi mà má tôi không chịu uống. Vậy mà cô làm được. Có thể là má thích nghe lời con gái. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô đã đổi ý. Tôi đâu có đổi ý. Tôi chỉ đến đây để gặp má tôi thôi. Nghe má tôi cầm ràm cũng vui lắm. Má, má mệt rồi, có đưa má vô phòng nghỉ nha. Nha. Ừ, má đứng dậy nha. Thục Huyên à, cô ngồi chơi nha. Không nói với ai, thương mẹ lắm, thương những nỗi đau
trong lòng mẹ mang khi những đứa con vẫn còn mải mê giữa dòng đời. Ngày mai đón mẹ về để lòng con ấm áp yêu thương hạnh phúc mong chờ, dù biết đêm nay dài lắm. Mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về, mong mẹ về bên con, bao yêu thương đợi mong. Dẫu có khi mẹ đã quên rồi, chẳng còn nhớ. Đón mẹ về bên con, nơi mái nhà ngày xưa, nơi có bao buồn vui in dấu trong đời. Nhớ mẹ, thương mẹ, mong mẹ về. Thank you.